Tôi chào Nhi mến chào ông bà cô chú bác anh chị em và các bạn, chúc quý vị mạnh khỏe. Chào mọi người, chào cả nhà. Vui lắm quý vị ơi, quá vui luôn. Bây giờ thằng cháu nội của em á quý vị, trời ơi, trước á nó lên nó, trời ơi, nó công nhận anh biết không? Nó lên nó nói trời ơi, tao nè, mấy ông con của tao á là làm trong chính phủ. Trời ơi. Trời á, con của tao á ha, trời ơi làm cho chính phủ nè, ha. Rồi á tao nè, ha, làm từ thiện dữ lắm, 200.000 đô luôn đó nha, 9 năm trời rồi đó, vậy đó mà chẳng có ai thấy á, ha, làm từ thiện ở đâu hết trơn á, mà mấy tháng trời nay, 6-7 tháng trời nay nó mới lên YouTube thôi quý vị, mà nó lên ha, nó làm video, nó bịa chuyện, nó vu khống mấy chị em phụ nữ qua trời qua đất luôn quý vị ơi, vậy đó, mà nó hồi nó lên, tao có cái quyền ha, tao muốn nói ai á là người đó phải nghe, ha, đó, tụi bay mà nói á là phản biện lại á ha, đi trái chiều á là tụi bay là xúc đất ha, khổ nạn xúc sân. Đó trời ơi, quá trời quá đất luôn quý vị ơi, em nói hoài. Bữa nay ổng nói mình hai vợ chồng mình đi quá xa em. Nó nói hai vợ chồng mình đi quá xa rồi xa, lấy hình ảnh con cái nó lên em rồi không xin phép nữa chứ, nó còn nói cái câu không xin phép nghe mắc cười lắm quý vị. Nó lấy hình ảnh vợ con nó lên mà không xin phép, trời ơi. Ông bà cô chú bác anh chị em thấy không? Vậy á, lúc mà nó lấy hình ảnh á, ha, của á, gia đình của Andy lên á. Ôi, con cái Andy lên á, con người ta còn nhỏ. Wow, nó có xin phép không? Nó có xin phép không? Rồi á, không nó biết lấy... con cái nó biết không à. Rồi á, ha, nó lấy video của Sao Mai rồi nó đăng lên ha, làm từ thiện, mà trong khi đó bản thân của nó không có để vô trong đó đồng nào hết trơn á, mà nó đăng lên mà trong đó Sao Mai không có đồng ý mà nó cũng đăng lên nữa quý vị. Rồi nó lấy luôn cả hình ảnh ha, video của vợ chồng em nó đăng lên, nó vợ chồng em cũng đâu có đồng ý đâu, lúc đó không biết nó có xin phép vợ chồng em không, hay là xin phép Andy không, hay là xin phép Sao Mai không vậy quý vị. Ha, không những cái thằng cháu nội này khó dạy quá anh, đúng không? Nó tưởng đâu á nó làm người ta được, nó nói người ta được, nhưng mà nó cho nó có cái quyền tự do là con nó làm trong chính phủ phải không? Không ai nói lại nó được hết trơn á. Bây giờ á ha, rồi nó còn khoe khoang là trời hả, nó làm từ thiện rồi nào là nó có cái Facebook này ở bên kia phải không? Thì mình á tự nhiên nó đem lên nó nói rồi xong cái rồi tung tin nó kia cộng đồng mạng á là tìm địa chỉ ha, là cho nó biết địa chỉ á, vợ chồng em ha, rồi nó lên nó hô hào, nó biết trường học của con em rồi này nọ kia, không biết con cái nó biết không ha. Nó biết gì, địa chỉ và hình ảnh của con em rồi nọ kia ha. Trời ơi quý vị, vậy á ha, con cái nó không biết, con cái nó có biết không ha, hay là con cái nó bây giờ á cũng cổ xí theo nó ha. Rồi á nó có cái Facebook thì á tự nhiên á người ta tìm địa chỉ thông tin vợ chồng mình phải không, gia đình mình có con nhỏ này nọ kia mà nó đi tìm thông tin địa chỉ mình thì mình á nó phải lên nó kêu cộng đồng mạng cho nó địa chỉ, còn mình á mình đâu có cần cái gì đâu, chỉ cần nó nói nó có Facebook thì mình cũng gì, em á thì em này quý vị, em cũng lướt phong, tại vì nó có Facebook thì mình cũng vô Facebook mình coi coi, nghe nó khoe con nó là con nó làm này làm kia đồ, coi như á là coi như là có bề thế, có chức quyền làm trong chính phủ rồi này kia đó quý vị. Mình vô cái con nó thế nào phải không, rồi để mà mình nó quảng cáo giùm cho nó, coi như là cho con nó biết là nó có một người cha lên đây ngồi với vu khống phụ nữ bị chuyện, đưa những cái thông tin á ha, nói á vu khống vợ chồng em và vu khống người này người kia, cũng như Andy nó nói em á với vợ chồng em á với Andy á là bị trục xuất ha, rồi nói mình có cái đường dây của người, rồi á nó nói hai chồng em á là có cái lệnh truy nã. Ôi trời ơi, mấy cái đó không biết con nó biết không à. Con nó làm trong chính phủ, nó có quyền nó nói cái gì nói, phải không? Rồi nó lấy hình ảnh video á, gia đình của người ta nó đăng lên được có quyền, mà không ai được lấy quyền, không có ai được lấy đồ của nó trơn á. Em biết không, anh chỉ anh giúp một cái, anh chờ đợi con cái á, đợi ổng nói con cái, ổng ra phải không? Lần trước anh nói á, kêu con cái á, ba đứa con á, ủng hộ hai vợ chồng mình. Đó, bây giờ đó, ổng chơi không lợi rồi, phải không? Ông đi quá xa rồi, bây giờ ông đang hù mình em, kêu con cái ông nói báo YouTube gì, headquarter gì á, nó nói mình giống như lấy hình ảnh con cái ông đó, đó nhớ nha, để anh hai dạy cho ba xạo
kêu con cái mày á đi xuống headquarters ở New York á, ok, báo cáo đi, ok, bay qua bệnh báo cáo đi. Rồi á, rồi kêu con mày á ha, với mày hợp tác nhau bán nhà để mà đi luật sư nữa, đúng phải không? Rồi. Đó, ta chơi một chiêu này thôi á, ta cho con cái mày vô coi á để dạy ba mày, ok, ok, cho con cái mày khỏi đi làm luôn, ok, đó, just started, ok. Công nhận á, mắc cười quá. Nó lấy á, lúc mà nó lấy hình ảnh của gia đình Andy lên anh, ha, nó lấy hình ảnh Andy lên á, nó không biết xin phép, mà tới hồi mà hình ảnh nó được lên đúng không, trời ơi, nó nói không có xin phép nó, mày là cái gì tao phải xin phép mày hả, mày tưởng mày là ai, trời ơi xin phép nha. Ủa cái lúc mà vợ chồng Yến Nhi á, nó không cho mày lấy video của vợ chồng Yến Nhi, không cho mày lấy hình ảnh đó, không cho mày lấy video đó mà mày cũng đăng lên đó, mày có xin phép không, mày có xin phép không, mày muốn người ta xin phép với mày, mà cái vụ mà đưa hình ảnh con cái ra mà giống như là ổng ok, mà tại vì bữa hổm cái clip của Đào KV nó nói cứ lấy đi, lấy hình đi, nó báo cáo thì mình lấy thôi, đúng không, ổng cũng ok cho Đào nói mà, cho chơi mà, đúng không em, ổng có nói mà. Trời ơi, bây giờ em không biết nha, bây giờ ai còn hình ảnh gì, hay là ông đúng có rồi. Hình ảnh gửi cho tôi đưa đi. Đưa lên hết, đưa cho hai vợ chồng. Gửi mail cho em, có bao nhiêu hình ảnh gì đó cứ đưa cho em để em lên quảng cáo dùm cho, coi như là cho cộng đồng mạng biết á, ông này nè, không, cái ông ba xạo này nè đó, ổng có mấy đứa con vậy đó, con làm trong chính phủ mà ổng lên đây, ổng vu khống bị chuyện đặc điều biết bao nhiêu người vậy đó, để cho cái gia đình ổng nở mặt nở mày chút. Bây giờ á, ổng có biết á, cái hậu quả của ổng làm rồi biết không? quá căng thẳng, ổng nói à, quá là vui. Mà ổng nói á, chỉ là mới đưa hai cái hình con của ổng thôi, còn đứa nào ổng nói, ủa còn đứa hả? Anh hai bực một cái thôi, ok, biết liền luôn, ok, con mày á, mai mốt á, ba gà, nói cho mày nghe nè, ok, anh hai thấy rồi, ok, nó, cái con út của mày á, cũng giống như á, là homeless thôi, ok, điều thứ nhất, cái thứ hai á, ok, kêu nó ra đường á, đừng cạo râu đi, râu nhiều quá, bởi vì anh hai nói nó là homeless, đúng không? Đó, kêu nó cạo râu, đừng có đeo mắt kính đen lúc mà ra đường, ok? Anh hai nói như vậy á, đó, ba xạo biết ai rồi đó. Rồi á, anh biết không? Trời ơi, nó nói vậy nè, cái giọng nói đạo đức giả của nó, trời ơi, tôi thương á, hai vợ anh đì lắm, ha, tôi cúi đầu, tôi phải xin lỗi anh đì rồi này nọ kia. À, cuối đầu xin lỗi Andy á, hãy về đây rồi coi như là mình sẽ chung tay lại đi báo cảnh sát ha, à, vợ chồng Yến Nhi có đường dây buôn người, ba xàm ba láp khùng. À, tự nhiên á, nó lấy mấy cái video đó đâu năm mấy về trước á, nó đem ra nó nói ha, nó đem ra nó nói, trời ơi em thấy mắc cười dễ sợ luôn á quý vị ha, có ai mà có cái đường dây mà tự nhiên cái lên mạng rồi nói ôi tôi có làm cái này, tôi có làm cái kia vậy. Vô á, cảnh sát nó bà lờn, bà chọn. Bây giờ ổng im mấy cái vụ mà đi cảnh sát đồ, mấy vụ luật sư của ổng. Anh biết không, nó còn nói gì nữa nè, nó thương vợ Andy lắm cho nên nó phải cúi đầu xuống xin lỗi. Rồi á, trời ơi, mới vừa cái tiếng vòng vòng xin lỗi của nó mới đây, còn mới mấy ngày trước đây nha. Rồi á, bây giờ á thì quên rồi. Ngược lại bây giờ á, cúi đầu qua xin lỗi à, coi như là cúi đầu qua à, coi như là cúi đầu qua năn nỉ nè, năn nỉ cho mày, năn nỉ cho mày, xin lỗi, năn nỉ ha, năn nỉ Tony. Tony ơi, quay à, anh Tony ơi, qua hợp tác là em vô email cho anh ba xạo ba chọn ba lơn. vô email nha, à, để mình hợp tác lại đưa Andy ra, đi lại cảnh sát báo Andy ha. Trời ơi, phải đưa nó ra ánh sáng đó, bây giờ hết thương vợ Andy rồi. Đi lên cảnh sát báo hả, cho Andy á ha, lên cảnh sát này nọ kia để cho Andy có chuyện này chuyện kia á, rồi á giờ Andy á nó có chuyện gì một cái rồi ai nuôi con cái nó, vợ con nó là trụ cột gia đình mà anh. Đó, thấy không, con người nó cháo chở bữa nay vậy rồi ngày mai nó lại khác, quay như hả là hả bánh tráng chở gì á ha. Hồi trước á thì nó nói á, nó thương vợ Tony nữa, trời nó thương nhiều vợ quá trời luôn anh, mà thương người thì cũng tốt đi ha,
thương người thì cũng tốt đi, nhưng mà cái chỗ này nè, cái chỗ thương của nó ngộ hơn người ta, nó thương vợ thân này ha, rồi đó mà nó quên một cái á, còn một con vợ đó, của con bú đít á, nằm bệnh á, nằm liệt giường á, ở trong nhà của con bú đít á, mà nó tới nhà của vợ con bú đít, nó ăn uống ở đó, nó ăn trực ở đó đó ha, hằng rầm ở đó đó, mà vợ người ta bệnh nằm liệt giường ở đó đó quý vị, mà nó không thương, nó không thương, nó chỉ biết thương con giác 13 thôi à. Ừ, nó thương vợ Andy nè, thương vợ thân này nè ha, mà cái nhà của con vợ con bú đít á, nó tới nó ăn trực mỗi ngày quý vị không, mà nó tới đó nó ăn trực rồi nó la nó làm video lên, nó cười hô hố, nó ăn uống ở đó không, rồi nó hại làm video đó, nó chửi mấy người phụ nữ này ở kia ở trong đó, mà nó quên là vợ người ta bệnh cần nằm nghỉ ngơi ha, sao nó không thương vợ của con bú đít mà nó đi thương con giáp 13 ha, nó thương cái con le le mà vô á ha, vô á mà nó quay phim á, cái con le le với con le le con giáp 13 đi Las Vegas đồ chơi rồi nắm tay chung dung văn dung vẻ vậy á, mà nó thương đó nha, mà cái người bệnh á, người vợ bệnh á, cái đó mới là cần đáng thương, mà nó không thương, nó không thương, nó chỉ thương á, con giáp 13 thôi, thương vợ người ta thôi, còn vợ của nó làm sao, vợ của nó trời ơi nó thương dễ sợ luôn á quý vị, nó thương dễ sợ luôn nha, thương quá trời thương luôn á, mà nó đi ăn trực á, nó phải kéo luôn vợ nó đi nữa ha, đại gia quá ha, mà đại gia quá mà coi vợ nó đi quý vị, nhìn vợ nó đi, em tưởng đâu vợ nó là mấy cái bà, em tưởng đâu đó là hả lụm đon ngoài đường á, quần áo á ha, không dám mua đồ nào cho vợ bận sao mà coi cho được chút nữa, trời giống mấy bà homeless, những bà hạ lụm đon vậy, thấy thương không, dễ sợ luôn, cái đó em thấy thương nó đó quý vị, cháu nội của em không biết ba gà biết căn nhà của thằng bú đít á, nó có vừa 308 em, nó chơi chung với mấy người tù tội em, đúng rồi, ba gà nãy đang chơi á, bú đít á là nó là ủ tờ qua rồi tù tội, đúng rồi, trước nó bán cái gì đó ha, con le le nó nói với em mà, con le le nó nói với em, nó nói bán hàng mà đó, cái này giống như có mấy cái 308 ở nhà mà có đứa con mà không có bình thường, rất là nguy hiểm cho đứa con em, đúng rồi, coi như là nó có cái 308 trong nhà, nó nói ha, rồi á nó cũng chính miệng nó cũng có nói là con nó không được bình thường, con nó có bệnh đó quý vị ha, em mới cái clip mấy bữa trước đó em nghe được á, là con nó không bình thường, mà trong nhà có cái 308, mấy người á mà không có được bình thường á là đúng không rồi, có được để mấy cái 308 rồi nó ở trong nhà không, cái gì cũng vậy phải hạ an toàn, còn á cái thằng này á trong nhà nó có người bệnh mà nó trong nhà nó có 308 nữa, mà ông ơi tối ngày đi tới qua bên kia ăn chật hoài, nó mới móc dính vô mấy cái 308 đồ là mệt lắm á, không có giỡn đâu đó. Trời ơi, cái ông này á, anh biết không, ổng muốn á cái gì cũng vậy, 100 điều khó một mình á, ổng á cái gì á người ta làm cái gì á là cũng không được đối với ổng hết trơn á ha, mà ổng á ổng làm người ta cái gì cũng được hết trơn, ổng tưởng ổng là ai, ổng gặp ai chứ ổng gặp á đụng ngay á, vợ chồng mình đụng ngay mấy anh em mình là ổng xong rồi phải không. Đúng rồi. Không biết á, bây giờ không biết á, thì em vòng vòng em vô ổng quảng cáo cái Facebook này nọ kia phải không, đây trời mình thấy cái người này á cũng trời ơi, cái người này nó khoe con nó rồi này, làm trong chính phủ rồi, đúng mình rồi, cũng muốn tò mò vô coi rồi, sao phải không, mình vô Facebook coi trời cái người á, ba của nó á, nó ba của nó, ba gà này á, nó tìm địa chỉ thông tin vợ chồng đúng mình rồi, nó biết trường học con mình này nọ, thì mình cũng phải vô, mình vô mình coi để mình lên mình lấy hình, mình coi hình có đẹp không, mình lên mình giới thiệu cho phải không, cái gia đình của nó, ba nó có người ba mà đi lên đây kêu cộng đồng mạng tìm địa chỉ gia đình mình, đúng rồi, rồi lấy hình ảnh của gia đình Andy rồi để lên, rồi lấy video hình không ảnh của gia đình Andy lên, không biết cái vụ đó không ta, không biết con ba đứa con nó, ba đứa con ổng không biết cái vụ này không ta, ổng lên ổng tấn công phụ nữ, đó, sỉ nhục phụ nữ, bây giờ đó là biết đó, rồi, ổng còn lên xin lỗi nữa, ba đứa con nó biết không, lấy gì nói nữa, đúng bây không? Giờ là biết rồi, mà con ổng mà để ổng tiếp tục lên đó là tất nhiên là con ổng mới không tiếp tay với ổng để mà lên lên á tấn công vô khống người ta, tại vì bữa nay cái clip vô khống vợ chồng mình tìm địa chỉ vợ chồng mình, con ổng có tham gia luôn, bữa nay ổng không ngưng, đúng rồi, bữa nay anh nghe ổng chơi tiếp đi, đúng rồi, chơi tiếp đi tuyên bố là hai đứa con, mấy đứa con ổng đi báo YouTube đồ, hai vợ chồng mình đưa hình ảnh sợ quá, mấy con của ổng
sợ quá. Nội mà cái vụ luật sư á, mà nói cảnh sát hay quý vị, cho tới bây giờ luôn cũng làm nữa, mấy này nó xạo không? Đúng rồi. Nó dốc láo không mà bởi vì hỏi sao mà cộng đồng mạng á, trời ơi, coi nó nhẹ như cái bông gòn vậy quý vị. Ai á, người ta cũng phải nói gì nói, ta phải làm, ta cộng đồng mạng ta mới hạ lại cái gì phải không? Đúng rồi. Thằng này nó nói không à. Đúng rồi. Nó nói không con, à. Con giáp 13 cũng vậy, nói không à, nói xong rồi ẩn clip. Ẩn clip. Cái con kia chạy rồi phải không? Chạy rồi, ẩn kênh luôn nữa. Công nhận á. Mà chuyến này á quý vị biết không, anh biết không, nó ẩn kênh nó là hả em qua đó nói trước rồi, nếu không á là nó kêu á thằng anh của nó á, anh ăn chật của nó lên nói ôi kênh á, kênh của nó bị báo cáo bay màu nữa, thấy không, cũng may là mình nói trước á, nếu không là nó bắt đầu nó vu khống qua mấy anh chị em á, ha, là người này người kia á báo cáo nó nữa rồi đó. Bởi vì cái bước của nó á, anh biết không, còn cái vụ mà chiếc tàu ấy em nhớ anh nói nó lên nó khoe em vậy nè các anh chị bác. Nó nói á trời ơi á, nó có mấy chiếc xe luôn nha, năm chiếc xe rồi á, nó có tàu nữa, trời ơi, nó có tàu riêng của nó nữa nha quý vị. Trời ơi, còn những cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Bởi vì á ba xạo ba dốc ba láo ha, nổ thì cũng nổ hay lắm. Trời ơi, nếu mà nói về tàu á, ổng còn chưa biết em có bao nhiêu cái tàu đâu quý vị. Cái tàu mà đi tới mấy quý vị mà đi tới mấy biển mà săn phăng ha, trời ơi, cái biển săn phăng á có tàu á quý vị, bao nhiêu chiếc tàu á là cũng là vợ của vợ chồng em không đó. Tàu du lịch đó quý vị. Đúng trời ơi, tàu có biển nè, tàu cano nè. Đúng trời rồi. Ơi là của vợ chồng em hết đó quý vị đó. Mày thấy không, nói là phải nói cỡ này nè, chứ nói như mày có một chiếc đúng tàu rồi, đó làm chi, vợ chồng mình á là bao nhiêu cái biển là có tàu là của vợ chồng mình hết á. Công nhận á, cái thằng này á anh biết không, lên tập nào á cũng hả, ha, lên tập nào thua tập đó, lên tập nào thua tập đó. Trời ơi, bây giờ những cái tên mà ở trong Facebook á mà lucky chằng á, trời ơi, bây giờ mình chửi tới nó lắc phù luôn. lắc phù. Vui quá. Hay quá, cho em cái like nữa. Nhớ nhờ ba đứa con của mày á, vô á, nghe vợ chồng ý Nhi á, dạy ba mày á. Mỗi đó, ngày luôn á. Đúng rồi, nhớ đăng ký nha, đó, nhớ like ha, nhớ share ra nha, đó. Rồi á, nói nghe nè, ha. Cha con nó bây giờ á, em nghĩ á, bây giờ á, cũng gì, chắc cũng thất bại lắm rồi. Ha, thôi thì á giờ chắc ba đứa con nó, cha con nó hợp tác nhau lên làm YouTube đi. Đúng rồi. Bảo vệ ba nó biết không? Ừ, để có cái gì á, để có gì á, để tụi em chia sẻ lên, để chia sẻ lên mỗi đúng ngày. Để chia sẻ lên đây có chuyện kể cho mọi người nghe. Đúng rồi. Mệt á. Ba xạo mệt rồi đó, bắt đầu kéo con cái ra đó chơi á. Con cái là nó biết rồi đó. Bây giờ nó kéo con cái nó ra là tức là con cái nó biết rồi. Chứ khi biết quyết rồi mình á, cái chuyện đó mình chưa có nói đi ha, bỏ bằng bên chiếc đi. Cái tao này cái vô cuộc cái cảnh sát á, điều tra vô cuộc mới biết. Còn bây giờ bắt đầu á, nó lên nó nói mấy đứa con nó biết rồi, là tức là đã tham gia rồi. Đúng rồi. Mà bây giờ nó tiếp tục nó lên nó làm á, mấy cái bị chuyện nó vu khống tiếp tục á, là con cái nó cũng có phần trong đó với nó luôn. Đó, anh nghĩ mấy con cái không lẽ cho ổng mỗi ngày uống thuốc đầy đủ đi, vậy còn tốt hơn. Bây giờ anh biết không, em thấy á, là cái ông này á, dẹp cái kênh đi, đi về lo gia đình. Đúng rồi. Đó, đi về lo gia đình ha. Đúng rồi. Đó, cái đó là nó mới biết là thương gia đình đó đó. Đúng. Nó lên nó ngồi nó nói trời ơi Andy phải biết thương vợ chứ, phải biết thương vợ á, coi như là đừng có lên nữa, phải biết thương vợ, bảo vệ vợ vậy. Bây giờ nó phải bảo vệ cái gia đình nó trước đi, nó dẹp kênh để mà nó bảo vệ gia đình nó, vợ rồi. Con nó trước đi, đúng, đúng không? Không lo bảo vệ vợ con nó mà nó lên nó lên nó ngồi nó nói gì đúng rồi, nó kêu Andy á phải bảo vệ vợ là phải dẹp kênh. Nó mới là cái người dẹp kênh để bảo vệ vợ và con đó. Trời ơi, nếu mà nói tới thằng này, ôi mà sao mà nó nhiều chuyện lắm rồi quý vị ha. Công nhận á, bây giờ á hai anh em nó rồi á, với lại con Le Le nè, Bú Đích nè, Bú Đích á thì con vợ á thì không có mất, mà nó lên nó nói vợ nó mất ha, nó nói vợ nó mất. Trời ơi, rồi nó đưa cái con giáp 13 này vô nhà. Rồi bây giờ tụi nó kết hợp nhau thêm một cái con mà đào ca ve nữa. Đào ca ve nữa, bây giờ hôm nay không qua nay thì nó lặn rồi ha. Nó lên nó thì em lên nữa thôi. Rồi á, có đã vậy á, có thêm cái con mà Thanh Thanh nữa nha. Cái con Thanh Thanh á, cái con đó có cái con vợ bé của nó rồi. Nó vô nó bình luận, nó ngồi nó nghe cái thằng á, cái thằng này á, cái thằng á ba xạo này nói á ha. Cái nó vô nó ngồi nó bình luận, nó nói hai anh em loạn luân. Trời ơi, nó ngồi nó nói như là đúng rồi vậy. Chắc á, em nghĩ cái con đó em biết sao không? Nó khoái á,
nó là hai nó với anh nó lộn lưng á, thành thử ra nó khoái vô á, nó ngồi nghe bao được mép này chồng của nó đó ngồi á, nói chuyện nó nghe phải không, lộn lưng nó khoái á, lộn lưng lắm, nó là người lộn lưng rồi vậy. Công nhận cái nguyên cái thành phần này cái tụi nó toàn là cái gì không à, công nhận đúng là cái tháng 7 này sắp tới nhiều khi cái âm binh cô hồn nó nhiều lắm, mình phải bánh kẹo đồ phải cúng cho tụi nó biết cái gì, đúng rồi, cúng bánh kẹo đồ cháo trắng đồ á, gãi muối gạo đồ cho tụi nó. Trời ơi, những nói về ban trực này á, bây giờ ai cũng biết hết trơn rồi, giờ kéo con cái lên, rủ con cái lên đi chơi đi cho vui. Đúng rồi. Nhà vui cửa chút. Đúng rồi. Anh thích đó em. Đúng rồi. À, ok, kế tiếp thì anh muốn nói cái vụ cái cục điện em. Bây giờ anh cảm thấy bây giờ hai bên cục điện với Andy. Thì nghe nói bây giờ cục điện báo cảnh sát xong rồi tham gia mấy luật sư đồ, em nghĩ sao em? Báo cảnh sát đó, đi báo cảnh sát thì cứ đi báo cảnh sát, cái gì đúng làm rồi. Thấy an toàn thì cứ làm không? Đúng rồi. Mà nếu mà nói mà thưa luật sư á, nếu mà nói thưa luật sư á thì mình phải có bằng chứng gì, đúng rồi, không thưa cái chuyện gì mới được không? Đúng tại rồi. Vì mà em cũng nghe như vậy, giống như anh, em nghe là lên nhưng mà xin tiền cộng đồng mạng không? Nếu mà xin tiền cộng đồng mạng á để mà thưa luật sư á thì mình cũng phải cho cộng đồng mạng biết là mình thưa luật sư cái để mà mình tìm luật sư để làm cái gì, thưa cái gì, đúng rồi, không? Rồi cái vụ mà thưa luật sư á là mình phải có bằng chứng, đúng rồi, thưa chuyện gì mình phải lên đem lên nói cho người ta biết mình thưa cái gì, đúng rồi. Chứ tự nhiên cái kêu tiền chẳng thà nói bây giờ mình khổ quá, bây giờ mình muốn mình nghèo khổ quá cho nên mình phải cần lên cộng đồng mạng để mình xin một đồng hai đồng thì đúng nói rồi. Thẳng như vậy, đúng rồi, đúng không? Con hay sao vậy thì cứ nói thẳng như vậy người ta cho, chứ mà lên mà nói bịa ra cái chuyện nếu mà muốn gạt tiền á cộng đồng mạng, cái đó là kỳ lắm, đàn ông mà dù gì mình cũng là đàn ông, làm sao cho đáng mặt đàn ông chút, đúng không? Đó cũng như mấy cái tiền mà mình cho tiền từ thiện đi vô đi không, mình cho vô rồi mình chấp nhận mình cho vô rồi mình nghĩ làm từ thiện đi, còn á mình muốn lấy lại thì người ta cũng trả lại cho mình thôi ở đó mà mình cứ nói này nói kia hoài làm gì. Thì bây giờ nói tới đây á thì em cũng nhớ luôn, ví dụ mà á thằng á Andy á nó kêu gọi mà tiền từ thiện gì đó ha, em nghe dòng mạng nói vậy đó thì kêu gọi tiền từ thiện gì á, em cũng nghe Andy nó nói á là bây giờ á ai mà muốn lấy lại cái tiền từ thiện mà cảm thấy nó đưa tiền vô á mà cái đó mà thấy mà cảm thấy mà nó làm không đúng á ha, muốn lấy lại á cảm thấy đưa vô sai rồi á, lầm á, tin tưởng lầm nó gì đó thì á cứ lên tiếng. Cứ lên tiếng ha, cứ vô bình luận nó hay vô mail cho nó, nó trả lại. Em đúng nghe rồi. Nó nói trên clip đó thì á các anh chị bác á nè, người nào đưa tiền vô cho Andy em nói luôn đây, nếu mà nó không các anh chị mà đòi nó mà nó không trả ha thì cứ vô bình luận cho em, vô bình luận cho em đi, em cũng muốn biết là có cái bằng chứng người nào gửi tiền vô cho nó mà nó không trả tiền lại làm từ thiện ha, mình cũng phải lên tiếng chứ, đúng không? Đúng rồi, để mình lấy lại công bằng cho khán giả, cho các anh chị, cô chú bác, tại vì á người ta khán giả người ta không có cơ người ta nói, phải không anh? Còn á cái khán giả nào mà đưa tiền vô cảm thấy mà lầm á thì mình phải lên tiếng lấy lại công bằng cho khán giả. Lúc nào á mình cũng mà cái gì cũng phải có bằng chứng sự thật mình mới nói, chứ không phải mà như mà ngồi mà nói thao đúng thao rồi. Bất tiệt nói là làm từ thiện cũng như ba gà, nó nói làm từ thiện này nọ kia rồi lấy video của Sao Mai nó up lên, mà trong khi đó bản thân của nó không có đồng nào trong đó hết trơn á, mà nó dựng up hình video của người ta lên để nó kiếm tiền như vậy, mà đâu xin phép đâu, đâu xin phép Sao Mai đưa hình ảnh Sao Mai lên đâu, Sao Mai đâu đồng ý đâu, sao lúc đó nó không nói ủa sao lúc đó nó quên cái câu mà xin phép vậy ta? Sao nó quên xin phép vậy? Vì bởi vì bà nội này phải lên dạy nó, phải không? Làm cái gì mình muốn người ta xin, muốn người ta không có làm với mình á ha, mình muốn cái gì á thì á mình cảm thấy mình phải suy nghĩ lại cái đó mình làm á người ta như vậy á, nếu mà ngược lại là mình á ha, mình có vui không, phải không? Mình muốn người ta xin phép mình thì trước khi mình làm cái gì mình phải xin phép người ta trước, phải không? Đó, cái gì cũng vậy ha, có mày chứ cho người ta ăn trả thì người ta cho mày ăn nem, mày cho người ta ăn nem thì ta cho mày ăn trả, cái chuyện đó là chuyện luật cuộc chơi thôi à, ha, quy luật thôi à. Mà vì cái vụ bây giờ, cái vụ mà Tony Andy á, mà giống như Tony nó muốn kiện Andy á, cái phần trăm không có có đâu, anh thấy chỉ là số không thôi, cái vụ ủng hộ thắng á, là anh sẽ ủng hộ Andy hơn Tony. Là vậy thôi. Tại vì á, thưa kiện á, trước mắt á, theo em thấy á, là không có bằng chứng gì hết trơn. Đúng. Andy nó làm gì đâu mà đi thưa kiện nó. Cái gì cũng mà Andy nó tuốt bên kia, đúng thằng này rồi. Tuốt ở bên đây. Đúng rồi, đúng rồi. Em nói tuốt,
Trời, có người á, cái thằng mà cái ba xạo á, nó ở sân xê, nó còn nó không làm gì cái người mà hai vợ chồng ở sân phân nữa. Nhưng vậy cái người sân xê sao sao làm được cái người ở Houston, đúng không? Đúng không? Cả nhà. Còn á, còn đào cà phê nó, công nhận con nhỏ đó biết không, nó rảnh lắm ha. Cái miệng của nó thích ăn chuối quá, biết không, cái mép của nó, trời ơi, nó ăn chuối tới mà hả, nó ăn chuối á, nó thích nghiện chuối quá. Bây giờ á, nó ăn tới cái mép của nó rộng rồi, nó hay đi thẩm mỹ nữa, nó hay đi thẩm mỹ nữa, nó mai mép lại, biết không, nó thẩm mỹ mai mép. Thì cái lon ở dưới của nó cho ông Mỹ, cho ông Mỹ đụng rồi, xong rồi nghĩ ra làm sao. Đúng rồi, đó, nó phải đi mai mép nữa, nó ngồi nó cứ cào bàn phím, nó nói à, nó cào bàn phím, nó kể nha, nó kể, nó nói là như là cái mép của nó bây giờ là nó rộng lắm, nó phải đi thẩm mỹ viện, nó mai mép lại, ha, nó mai mép lại làm thẩm mỹ viện lại. Mà em nghĩ cái con này nó nếu mà đi thẩm mỹ viện là phải dẫn nó đi thẩm mỹ viện mấy cái spa mà người ta tỉ lông chó này nọ kia mới thích hợp với nó, không rồi làm thẩm mỹ viện mai này kia, làm thẩm mỹ viện cho thú y á, đó phải dẫn nó đi vô đó mới hợp với nó, thể loại của nó là như vậy đó. Vui thiệt á. Rồi á, có cái sao mà cắt móng tay cho chó nè, đúng không? Rồi á, cắt lông chó rồi đó. Trời ơi. Đó, cái con này là phải dẫn nó vô đó. Chứ nó ngồi nó cào bằng phím, nó mép này mép kia. Trời ơi, nó ngồi nó đang ngồi nó cái mép của nó đó. Cái ông Mỹ đó, đúng không? Cái ông Mỹ đó. Nó cái mép của nó là như vậy đó, nó ngồi nó giậm cái mép của nó ngồi nó kể cho người ta nghe vậy đó. Mà anh biết không, nó là cái con mà tiếp khe cái người bệnh. Ha, cũng giống như mũ đích viên la le vậy. Đúng đó, rồi. Đó. Mà không lo tiếp khen người bệnh, cứ đi lo lên làm video này nọ kia hoài, phải không? Đó. Bởi vì nghe mình nói xong mà bây giờ sợ chạy trước, phải không? Nó tiếp khen má nó đó. Người ta tới em, mấy người. Tiếp khen má nó, rồi con la le cũng hả? Nhưng mũ đích cũng trong nhà cũng có người bệnh, không lo tiếp khe, cứ lo lên làm clip này kia hoài, phải không? Đó. Là không có tiếp khe được người bệnh. Lo đi về tiếp khen người bệnh đi, lo cho mẹ đi, lo cho vợ đi, làm người chồng đàng hoàng đi, phải không? Đó, làm người cha tốt đi, ha, làm người con hiếu thảo đi, đó, nhắc nhở như vậy đó. Ê, cái thằng ba xạo, bây giờ mày đưa ra ba đứa con mày, nghĩ ra cũng chưa đủ level, chưa đủ power, nghĩ ra mày còn người nào mày. Hồi trước nó nói mạnh lắm, trời anh em thông lắm nha, anh em tao đông lắm, tao quen anh em lắm. Quen từ ở tới hạ sang con xe mà tới sang phân luôn nha luôn. Anh em đông lắm á nha, để con ta làm cho chính phủ nha. Đó quý vị, rồi bây giờ á cho không lại giờ kéo luôn con ra luôn, giờ chắc chuẩn bị con làm YouTube nữa rồi. Không những mắc cười thiệt ha. Anh nghĩ con nó cũng vô dụng thôi, bắt tài giống nó thôi. Đúng, trời rồi, cha luôn, cũng được đúng gì rồi. Nữa đừng nên con bây giờ đưa ra ba con ơi. Chỉ là nhục thôi, ok? Không làm được gì, anh hai chị nhục hai đâu. Mẹ đúng hai còn chồng nhục. Tôi, ok? Trời, có thằng cha kiểu đó là quá xấu hổ. Vậy mà cứ lên ngồi khoe, mình cũng muốn biết con nó cỡ nào, phải không? Trời ơi, mình nó thấy công nhận á, không biết á, bây giờ á, biết không? Nó quay đầu còn kịp, không? Đúng nó rồi. Quay đầu còn đỡ nhục, bao nhiêu nó nhục đủ rồi, được có nhục nữa, biết không? Rồi. Để cho chút xíu diện, sĩ diện cho con nó đó. Chứ nó là bây giờ không còn gì nữa trơn rồi. Mất tội nghiệp mấy nó nhỏ thôi. Thì đâu sao đâu, cho mấy con nó lên chơi đi. Có gì mấy con nó mai mốt lên xin lỗi hai chồng mình thì sao em? Đúng rồi. Không? Cả gia đình nó luôn á. Chính xác. Đó, giờ hôm nay em lên chia sẻ đi đây ha. Còn tiếp tục nữa. Rồi, ok. Xin chào tạm biệt ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn nha. Chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Bye bye. Bye bye. Chào ba con. Bye bye.